Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Chân dung quý tử nhà Hồng Vân được mẹ mai mối với ái nữ Quyền Linh. Khôi Nguyên, con trai của nghệ sĩ Hồng Vân, vừa được mẹ ngỏ lời kết xô gia với ái nữ tài sắc nhà Quyền Linh, khiến cho khán giả xem chương trình vô cùng thích thú. Mới đây trên một chương trình truyền hình, nghệ sĩ Hồng Vân chơi lớn khi bất ngờ bày tỏ ý định muốn kết xô gia với Quyền Linh. Mặc dù chỉ là màn tương tác vui nhộn của hai MC, nhưng khán giả lại tích cực đẩy thuyền cho đôi trẻ. Hồng Vân ngỏ lời muốn kết xô gia với Quyền Linh. Hồng Vân và Quyền Linh khiến cho nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống viên mãn, lên hương cả sự nghiệp lẫn hôn nhân gia đình. Mới đây trong một game show Bạn Muốn Hẹn Hò, bà mối Hồng Vân bất ngờ đưa ra đề nghị kết xô gia với ông Mai Quyền Linh. Nhưng khi nghe nam diễn viên người Hà Nội uy hiếp rằng con gái anh có thể đánh con trai, thì Hồng Vân lại trở nên e dè. Đây thực ra chỉ là màn đùa vui giữa hai MC, bởi cậu ấm cô chiêu nhà các sao đều đang còn đi học. Tuy nhiên người hâm mộ lại tỏ ra vô cùng thích thú với lời ngỏ lời này. Nếu ái nữ nhà Quyền Linh gây chú ý với nhan sắc ví như hoa hậu tương lai, thì cậu ấm nhà Hồng Vân cũng chẳng hề kém cạnh. Cộng đồng mạng cho rằng trong tương lai, nếu Hồng Vân và Quyền Linh trở thành thông gia thật, thì đây chắc chắn là sự kết hợp hoàn hảo. Chân dung quý tử nhà Hồng Vân. Hồng Vân có ba người con, Khôi Nguyên là quả ngọt của nữ nghệ sĩ với người chồng đầu tiên. So với chị và em gái, Khôi Nguyên không thường xuyên xuất hiện cùng mẹ trước ống kính truyền thông, bởi cậu du học từ năm 14 tuổi. Tuy nhiên khi nhắc đến quý tử duy nhất, Hồng Vân lúc nào cũng rất tự hào. Tháng 5 2019, Hồng Vân vui mừng tiết lộ Khôi Nguyên đã thi đỗ vào trường đại học Chaman, bang California, Hoa Kỳ và đang theo học ngành đạo diễn của khoa điện ảnh. Trước đó, anh chàng cũng đã tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất phim ảnh của trường Fullerton, bang California. Được biết, dù bố mẹ là người nổi tiếng và giàu có trong showbiz, nhưng Khôi Nguyên không hề dựa dẫm mà tự lập từ sớm, đi làm thêm từ những ngày còn học phổ thông. Không chỉ yêu thích nghệ thuật giống mẹ mà Khôi Nguyên thừa hưởng nhiều nét đẹp của từ đấng sinh thành. Càng lớn, anh chàng càng cao lớn điển trai, dáng vẻ chững chạc và trưởng thành chuẩn sói ca. Chấn động video, anh chàng vừa đàn vừa hát những bản tình ca ngọt ngào được đăng tải khiến cho nhiều chị em liêu xiêu xin làm dâu nhà Hồng Vân. Mặc dù sống xa gia đình từ nhỏ, nhưng Khôi Nguyên rất tình cảm với người thân. Nghệ sĩ Thiết Nga từng kể lại một kỷ niệm khó quên với mẹ con nhà Hồng Vân, là khi vào quán ăn, cậu chàng chỉ gọi một phần ăn cho mẹ. Khi được hỏi lý do thì thật thà giải thích rằng đón mẹ chắc chắn không thể ăn hết, nên chờ mẹ dùng xong sẽ ăn phần còn lại cho đỡ lãng phí. Khôi Nguyên cũng dành nhiều tình cảm và sự kính trọng cho bố dượng diễn viên Lê Tuấn Anh. Hai cha con rất thân thiết và Khôi Nguyên cũng học hỏi được nhiều thứ từ ông để làm dày thêm vốn sống, phục vụ cho ngành học cùng công việc trong tương lai. Nói về con trai, nghệ sĩ Hồng Vân từng chia sẻ rằng mẹ rất tin nếu không còn mẹ đồng hành bên cạnh, con cũng luôn là niềm hạnh phúc của cả gia đình và luôn xứng đáng với tình yêu mà mọi người đã dành cho con. Chưa bao giờ ngừng yêu thương con. Chúc con trai mẹ sau này sẽ là một người chồng tốt, con ngoan và là người có ích cho xã hội.